kém gì hết, trừ tiền mua vật dụng. Về sau bánh đặt làm nhiều quá, bà phải mở tiệm, vì bếp nhà không đủ chỗ, lại mướn hai người nướng đủ thứ bánh. Trong chiến tranh vừa rồi, người ta phải nối đuôi hàng giờ trước tiệm để mua bánh của bà. Bà Sweeper nói, hồi ấy tôi sung sướng nhất trong đời tôi. Làm việc ở tiệm 12 đến 14 giờ một ngày, nhưng không thấy mệt, vì không phải làm việc mà là tiêu khiển. Tôi cho rằng tôi dự một phần trong công việc tăng hạnh phúc của người khác lên một chút. Và tôi bận quá, không có thì giờ để thấy mình cô độc, để ưu phiền nữa. Má tôi và nhà tôi qua đời, các con tôi đi ở riêng, để lại trong đời tôi một lỗ trống mà tôi đã lấp được nhờ công việc ấy. Khi tôi hỏi bà Swiper rằng một người đàn bà nấu nướng khéo, những lúc rảnh có thể kiếm tiền bằng cách đó tại một châu thành trên 10.000 dân số không, thì bà đáp, được chứ. Tất nhiên là được chứ bà ovasenai cũng sẽ nói với ác bạn như vậy. Bà sống ở châu thành Mây Quốc, một châu thành 30.000 người. Bà bắt đầu làm ăn với vài đồng bạc vốn và một cái lò. Chồng bà đau, bà phải kiếm tiền nuôi chồng. Kiếm cách nào bây giờ? Không có kinh nghiệm. Không có tài gì hết. Lại cũng không có vốn. Bà lấy lòng trắng trứng gà ngạo với đường rồi nướng thành bánh ở phía sau lò, đoạn bà mang bánh ra ngồi gần trường bán cho học trò, khi tan học, giá một cắt một chiếc. Bà tự nhủ, mai chắc kiếm được thêm. Mỗi ngày ta phải lại đây bán bánh, nhà làm mới được. Trong tuần đầu tiên, không những được lời mà bà còn thấy đời thú vị hơn một chút nữa. Cả nhà đều được vui vẻ vì hết rảnh để lo nghĩ rồi. Nhưng nào đã hết chuyện. Người nội trợ nghèo khổ ở Mây Quốc đó lại có tham vọng khuyết trương nghề mình nữa. Bà muốn có một đại lý bán bánh, nhà làm ở giữa một châu thành ồn ào, nập là châu thành Chicago. Bà rụt rè ngỏ ý đó với người bán hạt dẻ ngao đường. Người này nhún vai đáp, khách hàng của tôi mua hạt dẻ chứ không mua bánh. Bà đưa ra một chiếc bánh làm mẫu. Người đó trông thấy thèm, mua ngay. Nhờ vậy, ngày đầu bà ta đã kha khá. Bốn năm sau mở một tiệm thứ nhất ở Chicago, chiều ngang có hai thước rưỡi. Đêm làm, ngày bán. Đến nay, người đàn bà trước kia nhút nhát, bắt đầu mở tiệm bánh ở trong bếp ấy, đã có 17 tiệm ở tại một khu đông đúc nhất của châu thành Chicago. Tôi muốn kết luận như vậy, bà Nelly Sweeper ở Nữ Ước và bà Ova Snyder ở Maywood đáng lẽ lo lắng và thiết hụt thì làm việc để kiếm thêm. Bắt đầu làm rất nhỏ, từ trong bếp nút, không ai đỡ đầu, quảng cáo cái gì hết. Như vậy thì có nỗi lo lắng về tiền bạc nào mà họ không thắng nổi. Bạn ngó chung quanh sẽ thấy biết bao nhiêu công việc chưa có đủ người làm. Chẳng hạn, nếu bạn tập làm bếp cho giỏi, bạn có thể kiếm được tiền lắm. Đã có nhiều cuốn sách dạy cách kiếm tiền trong những lúc rảnh, bạn lại tìm sách hỏi thì thấy. Đàn ông hay đàn bà đều có cơ hội làm ăn hết. Nhưng xin căn dặn bạn điều này, nếu không có tài riêng về nghề bán hàng thì đừng đi gõ cửa từng nhà mà trao hàng. Người ta rất sợ thứ đó mà cũng nhiều người thất bại về nghề đó lắm. Quy tắc thứ 10, đừng bao giờ đánh bạc hết. Một điều làm cho tôi rất ngạc nhiên là có nhiều người mong kiếm tiền bằng cách cá ngựa hay đánh đề. Tôi biết một người sinh nhai bằng nghề sổ để mà rất khinh bỉ những kẻ khờ dại mang tiền lại cúng chi. Tôi lại quen một người bán vé cá ngựa danh tiếng nhất ở Mỹ. Y nói rằng giàu biết rất nhiều về cá ngựa mà không bao giờ bỏ một xu ra để cá hết. Chao ôi! Vậy mà đã có những kẻ điên bỏ mỗi năm 6 tỷ Mỹ Kim để cá ngựa, nghĩa là 6 lần số quốc trái của Mỹ năm 1910. Y còn bảo nếu muốn hại một kẻ thù nào thì nên làm cho kẻ đó mê cá ngựa. Và khi tôi hỏi, đánh cá theo tuy đô có khá không, y đáp, theo cách đó có thể sạc nghiệp bán trời được nữa. Nhưng nếu bạn nhất định chơi cờ bạc thì phải chơi cho thông minh, nghĩa là phải tính xem phần may nhiều hay phần rủi nhiều. Tính cách nào? Bằng cách đọc cuốn làm sao tính được may rủi của Owan Jacobi, một nhà quyền uy về môn Brick và Phé, một nhà toán học về bực nhất, một nhà chuyên môn về thống kê và bảo hiểm. Cuốn này dày 215 trang, cuốn sách cho ta biết phần rủi của ta trong đủ các môn cờ bạc và cũng cho ta phải biết phần rủi tính theo một cách khoa học về hàng chục ngành hoạt động khác nhau nữa. Tác giả không hoài công vạch cho bạn cách kiếm tiền trong nghề đổ bát đâu, chỉ muốn cho bạn biết, trong mỗi môn cờ bạc thường chơi, phần ăn là bao nhiêu, phần thua là bao nhiêu thôi. Mà khi bạn đã thấy phần thua nhiều hơn phần ăn thì bạn sẽ thương hại cho những hạng bò sữa đem hết cả số tiền mồ hôi nước mắt kiếm được để cúng vào đề vào tài xỉu hay cá ngựa. Nếu có máu cờ bạc, bạn nên đọc cuốn ấy đi và bạn sẽ đỡ phí nhiều tiền lắm, đỡ cả 100 lần, có lẽ cả 1.000 lần giá tiền cuốn sách nữa. Quy tắc thứ 11, nếu không làm sao cho tài chánh khá hơn được thì thôi, cũng cứ vui vẻ đi, đừng đầy đọa tấm thân mà uất ức về một tình cảnh không thể thay đổi được. Nếu bạn không làm sao cho tài chính khá thêm được thì có thể làm cho tâm trạng thơ thới được. Bạn nên nhớ rằng nhiều người khác cũng lo lắng về tài chính như ta vậy. Chúng ta sầu não vì nghèo hơn gia đình ông xoài, nhưng có lẽ ông xoài cũng sầu não vì nghèo hơn gia đình ông mít và ông mít cũng nghèo hơn gia đình ông ổi. Và danh nhân trong lịch sử nước Mỹ cũng đã điêu đứng vì tiền. Tổng thống Lincoln và Tổng thống Washington đều phải vay tiền để đi tới Bạch Cung khi mới được bầu làm Tổng thống. Nếu chúng ta không được thỏa mãn hết thảy những điều mong muốn thì cũng đừng tự đầu độc và làm cho tính tình chua chát vì âu sầu, uất hận. Hãy cố vui đi đừng đọa đầy tấm thân. Ráng tỏ ra là một đạt nhân về vấn đề ấy. Senke, một trong những triết gia có danh nhất ở La Mã, nói, nếu anh cho rằng cái anh có là chưa đủ thì dù có chinh phục được cả thế giới, anh cũng vẫn khốn khổ. Và chúng ta nên nhớ điều này dù sản nghiệp của bạn có cả hiệp chủng quốc với một hàng rào gà chui không lọt ở chung quanh đi nữa, thì mỗi ngày bạn cũng chỉ ăn có ba bữa và mỗi đêm cũng không ngủ trên hai cái giường. Vậy muốn bớt ưu phiền về tiền nông, chúng ta ráng theo 11 quy tắc sau đây. một Ghi những chi tiêu trên giấy. 2. Lập ngân sách thiệt đúng với nhu cầu của ta, như quần áo khít với thân thể ta vậy. 3. Tiêu tiền một cách khôn khéo. 4. Đừng để chứng nhất đầu tăng theo lợi tức, 5. Nếu phải đi vay thì ráng có gì để đảm bảo món nợ? 6. Bảo hiểm về bệnh tật, hỏa hoạn và mọi tai họa bất thường khác. 7. Đừng để vợ con lãnh hết một lần số tiền bảo hiểm nhân mạng của bạn. 8. Dạy cho con biết giá trị đồng tiền. 9. Nếu cần, nên làm thêm việc để kiếm phụ bổng. 10. Đừng bao giờ đánh bạc hết. Ba người Trung Hoa có câu, nhân dục vô nhai, hồi đầu thì ngạn, lòng muốn của loài người không có bờ bến nhưng ngó lại sau mình thì đó là bờ bến. 11. Nếu không làm sao cho tài chánh khá lên được thì cũng cứ vui vẻ, đừng đầy đọa tấm thân mà uất ức vì một tình cảnh không sao thay đổi được nữa. Hết.